Xin chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của shop linh kiện DIY nhá. Hôm nay thì ở gần chỗ mình nó đang có một cái công trình xây dựng, nó đang cắt sắt nên là không biết là âm thanh nó chắc là nó hơi khó nghe hơn bình thường một chút, anh em thông cảm nhé. Hôm nay thì bên mình về thêm một vài cái sản phẩm mới, như là có những cái sản phẩm lần trước nó hết nó mới về, mà anh em nào mà chưa mua được thì hôm nay anh em có thể đặt mua lại nhá. Đầu tiên thì trước khi bắt đầu giới thiệu sản phẩm thì anh em có thể like video giúp mình nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình đăng tải những cái video giới thiệu sản phẩm nha. Rồi, sản phẩm số 1 trong video ngày hôm nay là bên mình mới về được một cái lô kìm cắt tuốt dây này. Lô này lâu lắm rồi nó mới quay trở lại anh em ạ. Lúc trước có rất là nhiều anh em hỏi mà hôm nay nó mới về. Đến từ thương hiệu Tusen nhé. Kìm đa năng. Đây mình sẽ khui cho anh em xem. Hàng mới nha anh em nhé. Giá rất rẻ. Chỉ có 55 ngàn một cây thôi. Cây này nếu mà anh em nào dùng qua rồi á, mà đã dùng nó rồi mà bị mất hay là bị hư hay thế nào đó mà anh em không còn dùng nó nữa thì đôi lúc anh em làm việc anh em cảm thấy thiếu nó rất là khó chịu nha. Bản thân mình cũng vậy. Dùng quen cái cây kìm này rồi á, nhiều khi tìm lại nó lúc mà cần tuốt dây điện, cắt dây điện, nó tìm nó rất mà không có là thấy rất là bực mình. Bởi vì cái cây kìm này sử dụng nó rất là tiện nha anh em nhé. Đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là đầu tiên là cái kích thước của nó nha em nhé. Kích thước của nó thì cây kìm này nó sẽ dài 18cm nhé. Nhỏ gọn, còn đút vừa túi quần luôn. Ở đây nó có một cái khóa này. Đó, anh em dùng xong thì anh em khóa lại. Ở phần tay cầm thì nó có một cái lò xo trợ lực nhé. Còn lưỡi kìm ở đây nó sẽ có nhiều tính năng. Thứ nhất là ở đầu kìm này thì anh em có thể kẹp này. Anh em có thể kẹp dây điện như thế này nhé. Ví dụ khi anh em làm điện sống có lúc anh em cần kẹp như thế này. Hay là kẹp cái gì đó nhé. Còn tới tiếp theo sẽ là cái những cái lỗ. Và nó có ghi ở đây là cái kích thước để anh em tuốt này. 0,6, 0,8 đến 2.6 nhé. Tức là đa phần các dây điện gia dụng phổ thông là anh em có thể tuốt được. Và đến cuối cùng ở đây thì nó có một cây lưỡi để anh em cắt dây. Đây mình sẽ cho anh em xem cái cây kìm này này. Cây kìm này mình đang dùng. Dùng cây này chắc phải gần 2 năm rồi. Mòn hết cả chữ luôn này. Mà hiện tại là dùng nó còn đang rất là tốt nhá. Mình vẫn chưa bỏ. Chỉ là nó mất cái lò xo đây thôi. Nhưng mình dùng vẫn quen tay. Đây mình sẽ thử cho anh em xem nhé. Đây, dây 2.5 thì anh em tuốt ở 2 chấm này. Đó, anh em thấy không? Tuốt rất là nhẹ nhàng. Thay vì anh em tuốt bằng kéo thì nó rất dễ đứt dây. Anh em tuốt bằng cái này nó rất là tiện. Anh em kẹp vào đúng cái lỗ này, em đẩy lấy con tay cái, em đẩy ra cái này. Đó là nó bứt. Cắt nha, này, cắt này. Đó, anh em thấy không? Rất là ngon. Rồi đến cái dây nhỏ xíu này nhá. Thì anh em sẽ để vào cái lỗ 0.6 hay 0.8 đó, anh em tuốt. Nó rất là nhẹ nhàng nhá. Anh em muốn tuốt bao nhiêu tuốt. Đó, rất là nhẹ nhàng nhá. Đây là cây kìm cũ nhá. Mình đã dùng rất lâu rồi. Bởi vì cái hàng này nó tốt nên là mình mới nhập về mình bán cho anh em nhá. Còn khi anh em nhận hàng á, mà hàng mới 100% như thế này này, giá chỉ có 55 ngàn cây thôi. Nó rất là rẻ và tiện. Cây mới thì khỏi nói rồi. Cây mới thì siêu sắc. Cắt dây điện nhẹ nhàng. Đó, anh em thấy không? Tuốt này. Đó, tuốt rất đơn giản. Đó, anh em thấy không? Ok nhá. Rồi. Giá rẻ 55 ngàn một cây nhá. Phù hợp cho anh em mua về làm điện. Sản phẩm thứ hai trong video là bên mình mới về thêm hộp mũi khoan mini nhá. Đây là cái hộp của nó, hôm nay về rất là mới, rất là đẹp nhá. Made in Korea, Hàn Quốc, xuất xứ của nó là Hàn Quốc nha anh em nhá.
Đây anh em, một hộp này á thì sẽ bao gồm là 50 mũi khoan. Anh em mở cái lẫy ra nhá. Đó, sau đó anh em đẩy cái này ra này. Đẩy cái này ra. Đó thì bên trong đây anh em sẽ có là 50 mũi khoan mini. Kích thước của nó là khoảng từ 0,1 đến gần 3 mm nhá. Nói chung là chuyên dùng để cho anh em khoan những cái lỗ nhỏ trên các vật liệu như là sắt, nhựa, nhôm, đồng, da. Đó anh em thấy không? Cốt mũi khoan sẽ là 3 ly nhá. Đó, mũi khoan rất nhỏ. Đây này, trên đây nó có khắc chữ này. 1 ly này, cái con này là 1 ly này. Còn những cái con này là nó sẽ có nhiều mũi nhỏ hơn cho đến lớn hơn. Tổng một hộp sẽ là 50 mũi nha anh em nha. Giá rất rẻ. 50 mũi khoan. Giá chỉ có 100k thôi anh em ơi. 100.000 tương đương với 2.000 đồng một mũi. Anh em mua về để dành nhiều lúc cần khoan những cái lỗ nhỏ lấy ra xài rất là tiện nha. Giá 100k nha em nha. Tiếp theo thì hôm nay bên mình về thêm một vài cái khối pin này anh em này. Pin của hãng Samsung nha anh em nhá. Đây mình sẽ quay gần cho anh em thấy. Đây, nguyên khối của nó là như thế này này. Nhưng mà một khối này nhiều lắm anh em ạ. Một khối này nó tới 160 mấy cell cơ. Nên là bên mình sẽ tháo ra bán lẻ cho anh em nhá. Chứ để cả khối này thì chắc ít anh em nào mua bởi vì nó nhiều quá. Đây này, mình tháo ra này. Anh em thấy không? Bên này mình còn chưa cắt mạch này. Đó. Mình mới tháo được một nửa thôi mà cũng đã rất là nhiều pin rồi. Cái này mình không cắt nhá. Mình những cái kẽm hàn còn dư lại mình không cắt. Mình để nguyên như vậy bởi vì có nhiều anh em mua về anh em cần hàn trì á. Bình thường mà hàn trì mới cả hàn thiếc lên cái tấm pin này thì hàn không được. Cái này người ta phải hàn bằng máy hàn sau pin. Đây là cái kẽm này này. Kẽm hàn này này. Nhưng mà có nhiều anh em không có máy hàn sau pin nên là mình để nguyên cái này cho anh em. Anh em về hàn trì, hàn trực tiếp dây điện lên đây. Nếu như anh em cần chế đồ thì anh em hàn dây điện lên đây luôn cũng được nhé, nó dễ hơn. Còn anh em nào mà hàn bằng máy hàn sau pin thì anh em lấy kìm anh em nhổ bỏ cái này đi. Nó rất là mềm, rất là dễ nhổ thôi. Đây, pin đây anh em ơi. Pin đây, của hãng Samsung nha anh em nhé. Hàng mới mà điện áp căng, con này áp của nó hôm nay mình đo lên tới 4V cơ. Điện đầy lắm. Đây này. Mã pin là Samsung này. Samsung 22P nhá, ICR18650. Dòng này dung lượng của nó là 2000 đến 2200 nha anh em nhá. Dòng xả tức thời 15A. Phù hợp cho anh em đóng máy công cụ nhỏ này. Anh em có thể mua về bỏ đèn pin siêu sáng này, bỏ vào bục sạc dự phòng thì rất là đẹp. Nội trở thấp lắm, lồi lộ trở của nó chỉ có 25 thôi anh em ạ. 25 đến 27 thôi. Còn mới 97% nhé. Đây mình sẽ đo thử cho anh em xem này. Đây mình sẽ đo. Đo cái bục này cho anh em xem nhé. Đây. Tép nội trở với điện áp cho anh em xem này. Đây, cell số 1 nhé. Anh em thấy chưa? Nội trở 27 4,04V. Cell thứ 2 này. Đó, nội trở 27 4,04V. Nói chung là hàng này đều nhau hết ạ. Đo 100 viên trong cái khối này thì đều nội trở 27. Con này 26 này, 4,04V này. Nói chung nội trở của nó đều đều là khoảng 25 đến 27 nha anh em nhá. Còn điện áp các thứ thì đều nhau hết. Bởi vì pin này nó nằm trong cái khối pin nữa. Nó có mạch cân bằng, mạch bảo vệ. Nên là nếu mà nó một viên bị làm sao là nó sẽ đa phần là các cái cell pin nó sẽ rất là đều nhau từ nội trở đến điện áp. Pin này là pin 18650, nó 3,7V anh em ạ. Mà tại pin này nó sạc đầy lên tới 4,2V nữa. Con này nó còn 4V, tức là nó điện áp nó rất là căng nha. Và rất mới này.
hàng mà mình tháo từ trong cái khối lớn như thế này rồi thì nó phải rất mới nha anh em nhé. Giá thì mình sẽ bán hôm nay nó sẽ giá nó sẽ mềm hơn lô trước luôn nhá. Là anh em mua lẻ là chỉ có 22.000 một xeo thôi. 22.000 một xeo. Rẻ như pin tàu luôn. Pin tàu anh em mua cũng giá này rồi. Đây hãng Samsung. Anh em nào mua từ 10 xeo trở lên giá 20 nhá. Còn mua lẻ 1 2 xeo hay là mua 5 xeo, 10 xeo trở lại thì 9 xeo trở lại thì giá là 22 nhá, 22.000 một xeo. Ok. Anh em nào có nhu cầu quan tâm sử dụng thì có thể liên hệ cho mình nhé. Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là cái lô ấy, lô mũi vít. Mũi vít giá rẻ nhá. Tiếp theo sẽ là cái lô mũi vít giá rẻ này. Vít này thì nó chính là cái lô vít cân ký lần trước. Nhưng mà cái lô này thì mình sẽ dành cho những anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít mua về xài. Mình sẽ làm một bộ combo như thế này. Bộ combo một bịch vít 10 mũi nhá. Đây như thế này. Trong đó anh em sẽ có là 2 mũi dài 9 phân và 8 mũi dài 5 đến 6 phân nhá. Đó, hàng này thì anh em nhìn qua thì anh em thấy là nó là đến từ các cái thương hiệu như là Dewalt này, Boss, iWin. Mà nó bị cái tình trạng là nó bị lỗi tem anh em. Đây này, những cái tem nó bị lỗi nên là bán thanh lý giá rẻ. Hàng chính hãng thì giá nó cao gấp 3, gấp 4 lần cơ. Thậm chí là gấp 6, 7 lần luôn đó. Ở đây hôm nay mình sẽ bán cho anh em bịch vít này. Mình sẽ đặt tên cho nó là bộ vít số, mã số nhá. Mã số 15. Đó. Và giá của nó sẽ chỉ có 50.000 thôi. Đó, nếu như anh em không nhớ mã số thì anh em cứ điện cho mình nói là bán cho anh bộ vít số, bộ vít 50.000, 10 mũi, 2 mũi dài và 8 mũi ngắn. Hàng này thì mình sẽ giao thêm cho giao cho anh em là có đủ loại nhá. Có cả PH3 cho anh em dùng này, có cả vít dẹt này. Đó, nên là thiên ưu tiên cho anh em mua về sử dụng ít mà. Đủ loại. Nhưng mà đa phần sẽ là PH2 nhá, cái phổ thông cho anh em thôi. Còn vít PH3, vít dẹt với PH1 thì mình sẽ cho ngẫu nhiên để anh em có thể dùng thêm. Giá 50.000 một bịch nhá. Mã số 15, 10 mũi. Đây, như thế này. Đó. Anh em thấy chưa? Mình đóng bịch này. Vít này anh em về anh em rửa dầu nhá. Nếu anh em muốn mới anh em thả vào dầu hôi anh em rửa. Nó mới tinh luôn. Đây nó chỉ bị dính một chút nhớt thôi. Chứ nó chưa xài nhá. Đầu vít thì bao luôn là chưa xài, anh em thấy không? À, đầu vít chưa xài này. Đó, còn nguyên zin anh em nhá. Ok. Đó, anh em thấy không? Có 50.000 là 10 mũi, 5.000 đồng một mũi thôi. Đó. Bộ nào cũng đẹp hết nhá. Ok. Tiếp theo thì hôm nay bên mình mới về thêm một cái lô cuộn ống nước cứu hỏa hàng nội địa Nhật nha em nhá. Đây, ngoại hình thì dây này thì như anh em có thể thấy là chưa qua sử dụng. Tất cả, kể cả những cái đầu khớp nối của nó còn chưa có vết chày luôn. Đây này, anh em thấy không? Rất là mới. Nhưng mà anh em để ý là cái ngoại hình bên ngoài của nó thì nó sẽ hơi dơ nhá. Bởi vì là cái dây này nó bằng vải mà. Vải mà hàng bãi thì anh em biết rồi. Cái này bình thường á. Đây này, tay chân mà mình không sạch, mình bám nhẹ vào cái là nó cũng đã dơ rồi. Còn cái cuộn dây như thế này anh em thấy không? Những cái khớp nối của nó này. Đó. Còn nguyên zin hết, chưa có một vết chày luôn. Cực kỳ là đẹp. Đó. Hôm nay mình về được 50 cuộn. Hôm trước rất là nhiều anh em muốn mua 5 cuộn, 6 cuộn nhưng mà hàng ít, mình chỉ chia cho anh em 2 cuộn, 3 cuộn thôi. Hôm nay anh em muốn mua nhiều mình vẫn có nhá. Hôm nay nó về tới 50 cuộn cơ. Đây. Đẹp lắm anh em ạ. Dây dài 15 mét nhá. Đây này. Đó. Dây dài 15 mét, hai đầu đều có hai cái khớp nối nhanh. Kích thước của dây nhá. Đây này, mình sẽ lấy cái này cho anh em xem cái thông số của nó. Đây này. Cuộn này nó còn cái thông số này nhá. 40 x 15 mét.
sản xuất năm 2007 này. Toàn tiếng Nhật thôi. Chất liệu của dây thì anh em thấy không? Đó, bên trong thì nó dạng là một cái loại giống như cái bạt anh em, chống thấm nước ra ngoài, còn bên ngoài thì nó sẽ là một lớp vải, tức là nó sẽ là hai lớp vải bạt anh em nhé. Cái vải này thì có tác dụng là anh em khi mà anh em kéo đường ống đi anh em tưới cây tưới vườn á thì nó sẽ chống bị đứt, chống gập chống đứt, nhiều khi anh em chạy xe anh em cán qua luôn nó cũng không đứt được. Xong khi anh em sử dụng xong rồi á thì anh em quấn nó lại thế này, quấn gọn lại và cất đi, nó sẽ dễ quấn hơn là ống nhựa tròn nhá, mình xếp nó xẹp xuống lại được đó. Thì đây là dây cứu hỏa, sản xuất để cứu hỏa nên là người ta thiết kế những cái khớp nối nhanh, anh em thấy không? Đây, anh em cắm vào cái này, đấy, kịch một cái là nó nối từ cuộn này sang cuộn kia. Ví dụ anh em cầm cần 30 mét thì hai cuộn nha, mà 45 mét thì là ba cuộn. Khi anh em muốn rút ra này, em nhấn này xuống này, nhấn cái khớp này xuống, đó, kịch một cái nha, rút ra, thao tác rất là nhanh thôi. Nó hai đầu thì nó sẽ có hai đầu đực cái, hai đầu đực cái nha em nha, một cuộn hai đầu đực cái. Phi 40 phù hợp cho anh em mua về làm dây dẫn để tưới cây này, tưới vườn hay là lắp vào máy bơm nước. Anh em chỉ cần mua khớp nối bên ngoài này, anh em bịt lại, mua đoạn khớp, xong là anh em dùng cái cùm, anh em cùm nó lại thôi. Còn đầu này thì anh em dẫn đi, anh em nối nhá. Giá rất rẻ, cuộn dây 15 mét này mình đang bán giá chỉ có 250.000 cuộn thôi. Hàng đẹp lắm anh em, đây anh em nhìn này. Đây, cuộn nào cũng đẹp hết nhá. Đó, như mới luôn. Giá 250.000 một cuộn cho anh em nhé. Giá này rất rẻ anh em ạ. Riêng hai cái đầu khớp nối này, anh em nhìn hai cái đầu này bằng nhôm này thôi này, là anh em mua đã. Nếu mà mua bên ngoài đây, nó đều có logo nội địa Nhật này, nhôm xịn luôn á. Riêng hai khớp nối anh em mua đã 200.000 rồi. Đây mình bán cả cuộn dài 15 mét chỉ có 250.000 thôi nhá. Anh em nào cần thì có thể liên hệ cho mình. Tiếp theo hôm nay thì ở đây mình còn một vài bộ motor giảm tốc nhá. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 12V. Hôm nay mình lắp thêm bộ điều tốc cho anh em muốn điều chỉnh tốc độ của nó nhá. Con motor này thì nó sẽ có công suất là 130W. Tốc độ 173 vòng nhá. Sản xuất năm 2017 này. Đó, hộp số 100% bằng kim loại. Và trọng lượng của một con motor như thế này là nó nặng gần 2,7 kg nha anh em. Khoảng 2,7 đến 2,8 gì đó. Chạy chổi than nhá. Đây này. Hai bên hai cái chổi than này. Đó, motor rất là lớn. Motor cực kỳ lớn nhá. Trục của nó sẽ là 10 ly. Anh em dùng hết than thì tháo ra thay than. Nhưng mà dùng thoải mái mới hết nhá. Đây, còn đây là bộ điều khiển tốc độ của nó, mình gắn thêm cho anh em này. Anh em mua về chỉ việc kết nối với lại bình ắc quy hoặc là bộ biến áp là có thể sử dụng được ngay nhé. Anh em lưu ý là nhớ đấu bao giờ điều tốc là cũng phải đấu đúng dây đỏ là cộng nhé, còn dây đen sẽ là âm. Đây, mình sẽ đấu dây đỏ vào nguồn cộng của bình ắc quy này, và dây đen mình sẽ đấu vào cực âm. Đó, motor nó chạy rồi anh em ạ. Điều tốc nha. Đó, anh em giảm này. Tăng lên. Tăng lên hoặc giảm xuống nhá. Motor chạy rất êm nha anh em nha. Chỉ nghe tiếng ro ro, tiếng kêu của bánh răng thôi. Như vậy là chạy rất êm rồi đấy. Anh em có thể điều chỉnh tốc độ của nó từ 0 vòng này, chạy chậm đến khi dừng lại luôn này. Đó, lên tới hoặc là lên tới 180 vòng trên 1 phút nha anh em nha. 173 vòng.
Rồi mình sẽ báo giá luôn bộ combo này sẽ có giá là 600.000. 600.000 một bộ nhá, bao gồm motor và điều tốc. Anh em nào muốn xài điện 220V có thể mua thêm bộ biến áp của nó khoảng hơn 100.000 nữa. Còn bộ như thế này là anh em về cứ đấu bình ắc quy 12V là chạy nhé. Rồi, sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là bên mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ máy phun sương làm mát, để anh em làm mát không khí trong cái dịp mùa hè oi bức. Hiện tại thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày hôm nay rất là nóng anh em ạ. Trong miền Nam, ở ngoài miền Bắc thì không biết thế nào, trong miền Nam mấy ngày nay cực kỳ nóng luôn, buổi trưa có thể lên tới 36 và 7 độ. Anh em mua bộ này về lắp phun sương trước cửa nhà hay là phun cho lan các thứ thì rất là ok. Bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái mức giá hợp lý nhất trong cái dịp này. Đó là giá 420.000 trọn gói nha anh em nha. Bao gồm một máy bơm này, một máy bơm, một bộ nguồn điều tốc, một cục biến áp. Vì con máy bơm này á, là nó chạy điện là 12V. 12V nhá. Và anh em cần phải có thêm bộ biến áp này để chuyển đổi sang điện 220. Anh em cắm bộ này vào 220 rồi anh em chuyển qua máy bơm để anh em xài. Đó, và trên đây thì nó có gắn sẵn luôn cho anh em cả một bộ điều khiển tốc độ để anh em có thể tăng giảm được cái lượng xương, hoặc là anh em điều tốc cho máy bơm motor chạy nó mát, chạy lâu hơn. Bộ sản phẩm thì sẽ đi kèm với đầy đủ dây nhá. Dây ở đây là dây hút và có một cái lọc nhỏ này. Còn cái đường dây này thì là đường dây để anh em gắn phun sương này, dây 8 ly nhá. Dây này sẽ có chiều dài là 10m, 10m dây. Còn bếp phun sương ở trong cái gói này á, thì anh em sẽ có tổng cộng là 5 cái, 5 đầu phun nhá. Ví dụ nhà anh em diện tích mặt tiền khoảng tầm 5m chẳng hạn, anh em gắn 5 đầu là đủ rồi. Còn anh em nào muốn dài hơn thì có thể đặt mua thêm bếp với giá lẻ là chỉ có 18.000 một cái thôi. Bằng bếp nó bằng đồng nhá. Còn anh em cũng có thể mua thêm dây để nối dài thêm. Dây thì 4.000 đồng một mét. Còn cái bộ này á, thì nó có thể chạy tối đa được khoảng tầm 15 đến 20 đầu phun nha anh em nhé. Đường dài dây cũng có thể lên tới 30 mét. Còn cái bộ sản phẩm này là một bộ sản phẩm mà mình bán rất là chạy. Cái bộ combo này này, hôm nay mình sẽ giảm giá xuống cho anh em là 420.000 một bộ và miễn phí luôn cả tiền phí giao hàng nhé. Phí giao hàng hết mấy chục ngàn rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ test sản phẩm cho anh em xem nhé. Đây nha anh em nhé, sau khi mình đã lắp đặt này. Đó, máy bơm lắp đặt này. Anh em bỏ cái đường hút này vào trong cái thùng nước nhé. Thùng nước hoặc là anh em có thể gắn trực tiếp vào trong cái đường ống nước. Ví dụ như anh em dùng ống nước thì anh em mua thêm mấy cái khớp nối ren 21 anh em vặn vào thôi. Xong làm cái khóa, khi nào phun thì mở khóa ra, rồi bật máy lên cho nó phun nhá. Còn nếu mà không thì anh em có thể thả cái đường này vào trong bồn nước, trong bể nước đều được, nó có lọc này mà. Đây, bộ nguồn nhé, bộ nguồn thì anh em sẽ cắm vào ổ điện như thế này. Đó, cắm vào ổ điện. Đây, hiện tại đây mình cũng đang dùng một con để tưới lan này. Còn cái bộ mà anh em thì anh em cắm vào ổ điện xong là anh em dẫn nó xuống đây, dẫn nó xuống đây nhá. Đó, rồi cắm vào máy bơm. Đó, khi anh em cắm thì trên này nó còn có một cái điều tốc nữa. Anh em mở điều tốc lên, anh em mở điều tốc lên thì nó sẽ mới chạy. Đây, mình mở này. Đó, đây nhá. Đường dây này nó sẽ dẫn lên đây. Đó, anh em thấy không? Đó, mình đã lắp thử cho anh em rồi này. Một béc này, hai béc, ba béc, bốn béc, năm béc. Mình lắp thử để mình phun thử cho anh em xem nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở máy này. Mở nhá. Anh em chỉ cần mở khoảng tầm 1/3 hành trình thôi. Đó, béc nó phun rồi kìa. Em thấy chưa? Đó, đây là mình mới mở thử với khoảng 1/3 hành trình thôi nhá. Rất là mát luôn anh em ạ. Đó, hiện tại bây giờ ngoài trời rất là nóng. Đây là trên mái nhà này, nóng lắm luôn. Đó, anh em gắn cái này vào thì nó sẽ rất là dịu. Tăng lên chút này. Đó, anh em thấy không? Bơm chạy rất êm.
nó chỉ hơi rung một chút thôi nhá, còn không có tiếng ồn. Đó, không có tiếng ồn này, phun xương này, mịt mù luôn. Đã chưa? Rồi, bây giờ anh em muốn tắt máy đi thì anh em rút điện hoặc em vặn cái này kịch tắt. Rồi, hết nhá. Ok, mình sẽ báo giá lại cho anh em là chọn bộ máy phun xương làm mát như thế này sẽ có giá là 420.000 và bên mình miễn phí vận chuyển nhá. Anh em đặt trên Shopee giá chỉ còn 390.000. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua sản phẩm tiếp theo là cái lô Atomat nội địa Nhật của hãng Mitsu này. Hôm nay về hàng đẹp lắm anh em ơi. Hàng 30A nhá. Đây. Atomat chống giật của hãng Mitsu, hàng cắt tử mới về này. Nguyên zin. Đó anh em thấy không? Rất là đẹp nhá. 30A. Kích thước con này thì nó sẽ lớn hơn con Atcock thông thường một chút nhá. Con Atcock thông thường hôm nay mình không đưa lên đây, mình không so sánh cho anh em được. Mà nó sẽ có kích thước lớn hơn một chút. Đây này. Anh em nhìn thấy không? Con này là tầm trung nhá. Anh em có thể mua hộp điện tầm trung lắp được này. Chiều dài của con át này sẽ là 9 phân rưỡi. Bề ngang của nó không tính cái công tắc switch này sẽ là 4 phần 2 nhá. Cái này là cái công tắc báo alarm switch này, dùng để báo động, người ta sẽ gắn thêm cái đèn hoặc là cái chuông để nó báo động. Ví dụ như con áp này mà bị lỗi, không có chống chập, chống qua tải được thì cái đèn này nó sẽ báo hoặc cái chuông này nó sẽ kêu. Nhưng mà anh em sử dụng trong gia đình thì có thể không dùng đến. Anh em cứ tháo bỏ cái dây điện này đi này, mở ốc tháo hai dây điện đi, để nguyên vậy cũng được, hoặc là tháo luôn cái này ra cũng được nhá. Còn anh em nào mà dùng trong công nghiệp, anh em biết xài thì em có thể gắn thêm cái này, tùy anh em nhá. Còn áp thì nó sẽ là áp chống chập, đến từ thương hiệu là Mitsubishi này, made in Japan nha. Dòng của nó sẽ là 30A. Công suất này thì anh em có thể làm áp tổng cũng được. Áp tổng trong những cái hộ gia đình nhỏ là được rồi nhá. 30A này cũng được tới 6.000W rồi, hơn 6.000W này. Điện 200AC 220V nhá. Hàng nội địa Nhật. Rất đẹp anh em ơi. À, em mình test cho anh em xem này. Đây nó có một cái nút để test chống chập này. Đó, rất là đẹp nhá. Đó. Và cái lô này là hàng mới cắt tủ về nên là nó tình trạng rất là đồng nhau anh em ạ. Đây này. Đều lắm. Phù hợp cho anh em mua về lắp áp tổng gia đình nhá. 30A. Chống chập, chống quá tải. Giá rất rẻ nha anh em nha. Giá mình sẽ bán cho anh em là giá chỉ có 80.000 một cái thôi. 80.000 một cái nha. Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là cái lô hộp sim cao su nha. Hộp sim cao su này, hàng hơi bụi bặm chút nhá, nhưng mà hộp này nó còn nguyên cả bịch luôn á. Cái này sẽ phù hợp cho anh em mua về để chế dùng trong khí nén này, thủy lực này, hoặc là chế đồ. Cái này là cái ron cao su anh em, đây này. Đó, nó có rất là nhiều chi tiết nhá, từ lớn đến nhỏ. Đó, số lượng rất nhiều, đây nó sẽ ghi là 270 món cơ. Mình sẽ mở thử một hộp ra cho anh em xem nhá. Đây, anh em thấy không? Rất là nhiều kích thước. Nhiều khi anh em mở máy, tháo máy ra mà anh em thấy thiếu một cái ron trong những con motor hay là trong những cái hệ thống thủy lực của anh em mà nó thiếu một cái ron này, anh em có thể thay thế thì cũng rất là tiện nhé. Đây, từ những cái nhỏ xíu xíu này, này rất là nhỏ, cho đến những cái lớn như thế này. Đó, và rất là nhiều độ dày mỏng khác nhau nhé. Một hộp này, có cả bảng thông tin luôn này. Đó,
một hộp 270 món này sẽ có giá là 110.000. Tiếp theo luôn sẽ là cái lô kính núp này, hàng tồn kho thanh lý này, giá rẻ. Đây. Kính núp nhá. Chất liệu của cái kính này thì để mình xem nào. Cái này có vẻ như là bằng nhựa nhá. Nhựa nó xi thôi anh em ạ. Nhưng mà cái kính lúp này thì mình sẽ test cho anh em nhé. Đó, nó cũng rất là rõ nha. Đó. Đó, anh em thấy không? Tại mình nghiêng á. Đó, phù hợp cho anh em mua về đọc sách báo hay là muốn làm cái gì làm. Giá rất là rẻ nha. Hàng tồn kho thanh lý. Giá chỉ có 40.000 một cái thôi. Đường kính của kính nó sẽ là 60mm nha. Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay là cái lô máy hút bụi, động cơ máy hút bụi nha anh em nha. Động cơ máy hút bụi của hãng Samsung này anh em. Hàng hôm nay thì nó về cái loại kích thước nó nhỏ hơn cái lô lần trước. Lô này công suất của nó sẽ là 1380W, chạy điện 220V, made in Việt Nam, động cơ của máy Samsung nhá. Con này thì kích thước nó sẽ nhỏ gọn hơn con hôm trước, nhưng mà với công suất mà 1400W này, nó hút thì cũng rất là khủng khiếp nhá. Đây, đường kính của motor này là 10 phân, tổng chiều dài của nó cũng chỉ là 10 phân thôi. Đây, mình cầm gọn trong lòng bàn tay này. Đó, với cái trọng lượng của nó cũng chỉ khoảng tầm 1kg đến 1kg, hình như 1kg sao ấy. Nó nhẹ nhá. Phù hợp anh em chế máy hút bụi. Nhỏ gọn nhưng mà sức mạnh thì không hề nhỏ nhá. Bởi vì là cái công suất gần 1400W với lại cái vòng tua của nó là 34.500 vòng. Đây, bên trong này nó sẽ có cánh quạt, anh em thấy không? Bên trong này nó sẽ có cánh quạt nhá. Đây, cuộn dây này của nó đây. Cuộn dây của nó thì anh em thấy không? Cuộn dây rất là to, dây đồng. Hai bên thì có hai cái chổi than rất là dài này. Đó, chổi than nằm bên ngoài, anh em cũng có thể thay thế. Nhưng mà anh em dùng thoải mái đi, bởi vì nó rất là dài. Không dễ gì hết than được. Phía trước và phía sau thì đều có bạc đạn nhá, vòng bi. Vỏ bằng kim loại. Đằng sau này á thì khi mà nó sẽ có những cái lỗ để thông gió này. Khi mà động cơ này nó chạy, nó sẽ hút cái luồng không khí vào đây và nó tản ra đằng sau. Vừa hút bụi mà vừa tản nhiệt cho cái motor này. Bởi vì với cái tốc độ cao chắc chắn nó sẽ sinh nhiệt. Nên là nó thiết kế luôn là buồng gió nó sẽ thông ra đằng sau bốn cái lỗ này để nó tản nhiệt cho động cơ. Còn anh em bảo là nếu mà nó hút kiểu gì thì anh em nên nhớ là máy hút bụi luôn 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 nó phải có một cái màng lọc ở phía trước nha. Nó phải sẽ có một cái màng lọc ở phía trước này. Đó, khi mà anh em hút bụi á thì các cái loại rác hay là bụi nó sẽ đi qua, nó sẽ bị chắn lại bởi cái màng lọc. Và qua thì chỉ có không khí là đi qua cái motor thôi. Nên là trong này nó sẽ không có bụi gì hết, không bị kẹt nhá. Còn bụi với lại rác thì sẽ được giữ ở bên ngoài, bên ngoài cái màng lọc phía trước này. Anh em chế thì phải chế thêm cái màng lọc ở phía trước. Bụi giữ lại, sau đó mình sẽ tháo ra, mình đổ nó đi nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test máy hút bụi. Anh em lưu ý là công suất rất lớn, nó mạnh khủng khiếp nha. Anh em đừng nghĩ là dùng tay mà giữ được nó. Anh em mà dùng tay mà chẳng may mà nó giật một cái anh em không kìm lại được á, là anh em sẽ nắm vào hai cái cọng dây điện này là nó giật cho thì thôi rồi. Anh em test nó thì phải cẩn thận nhá, dùng ETO. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy nguồn điện 220 mình cắm vào và mình test cho anh em xem cái sức mạnh khủng khiếp của nó nhá. Đây nhá, mình sẽ dùng cái chai trà xanh này để thử cái lực hút của motor xem nó mạnh như thế nào nhá.
thấy nó mạnh khủng khiếp chưa? Khi mình đưa cái này lại gần miệng gió là mình không rút ra được luôn. Trừ khi rút điện ra rồi cho nó motor nó không quay nữa mới rút ra được nhé. Nó mạnh khủng khiếp. Anh em thấy chưa? Mạnh dã man luôn. Cái này anh em mua về chế máy hút bụi thì thôi rồi. Bao phê nhá. Giá mình sẽ báo giá luôn cho anh em là một con động cơ hút bụi như thế này sẽ có giá là 210.000 nhá. 210.000. Giá rất rẻ rồi anh em ạ. Rồi và đến cái sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay là bên mình về thêm cái lô adapter đa năng nhá. Hàng của hãng New Star này. Hôm trước rất là nhiều anh em hỏi mà hôm nay nó mới về thêm được một ít thôi. Này số lượng cũng không nhiều, có vài chục bộ à. Đây. Hàng chính hãng có tem 7 màu của hãng New Star luôn nhá, hàng Mỹ nha em nhá. Bộ adapter chạy bằng cơ. Đây. Cục này nó sẽ có thông số là 1,5A, dòng của nó sẽ là 1,5A. Điện áp vào là 220V. 220V nhá. Và điện áp ra của nó sẽ là từ 6V đến 18V, anh em tùy chỉnh nhá. Đó, với cái đầu kết nối đa năng này, rất là nhiều chân này. Chân 5.5 rồi chân 3.5 rồi chân kim. Đó, nó có tới 6 cái chân ra nhá, 6 ngõ ra. Anh em muốn chọn cái nào cũng được. Còn cái dây nguồn này thì anh em sẽ cắm vào trong nguồn điện 220 nhà mình nhé. Đây, khi anh em cắm vào thì nó sẽ báo đèn. Nó sẽ báo đèn và cái mũi tên hiện tại nó đang chỉ là 6V. Anh em chỉ cần dùng cái tua vít anh em chỉnh ngón tay cũng được này. Lên 9V này. Đó, mỗi lần lên 10V đèn nó sẽ chớp một cái. Cho đến 18V nhá. 6 mức điện áp. 6 cổng kết nối. Đó, cái này nó sẽ phù hợp cho anh em mua về làm nguồn, cấp nguồn, đổi sang dùng đèn led này, radio này, đầu DVD này, loa này. Đó, nói chung là anh em dùng để lấy nguồn DC từ 6V đến 18V nhé. Giá của nó sẽ là 130.000 một bộ nha anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ cho mình. Rồi, anh em nào có nhu cầu quan tâm muốn mua những cái sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ cho mình nhé, theo hai số điện thoại mình để trên màn hình, hoặc là anh em có thể đặt hàng theo đường link mình để dưới phần mô tả ở dưới video của bên Shopee nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ shop cũng như là để nhận được thông báo khi mình phát hành những cái video với những sản phẩm mới nhé.